là khá quyết tâm và khá lì, bởi vì rất là chịu kiên nhẫn ở trong này. Đối với Kiệt, đối với đôi bạn Kiệt đã đến đây bằng đôi bàn tay trắng và là người du học sinh và không có mối quan hệ, tất nhiên là anh đã gặp nhiều khó khăn. Vậy động cơ nào đã có thúc đẩy anh đeo đuổi và tiếp tục làm cho tới khi anh thành công với Nu Skin tại đất Mỹ này? Cảm ơn chị Phượng và xin chào tất cả các anh chị em trong công phòng Đà Lạt. Đối với em thì background là làm trong ngành bảo hiểm. Thì giống như có một cái ước mơ là qua đây xong rồi lấy cái bằng về lại làm cho bảo hiểm công ty Bradshaw. Nhưng mà với một cái sứ mệnh khi mà bước chân qua đây thì mình làm trong ngành bảo hiểm thành công. Thì những người bạn mình nói là giống như em là bị crazy đi qua đây để đi học lại. Thì tại vì mỗi người mỗi một cái ước mơ. Thì sau khi mà đi học thì cũng tìm kiếm được công việc thì cũng lay quay. Nhưng mà sau đó thì được gặp cô Dung của chú Điên về nói về cái cơ hội. Thì cảm ơn chú Điên cô Dung. Thì em thấy được cái ước mơ này khi mà em ở đây thì em làm sao em tìm kiếm cái công việc gì đó mình có thể là mình làm được tại thị trường Việt Nam và mình có thể là làm được thị trường tại Mỹ. Thì đó là cái ước mơ mà em đã thực hiện được ngày hôm nay. Và cái ước mơ lớn hơn là em muốn giúp đỡ tất cả những người mà xưa nói em khùng điên để họ được điều kiện họ sang Mỹ được làm việc chung với em. Thì đó là cái ước mơ lớn nhất để họ có thể là họ chinh phục được tất cả được thị trường thế giới thay vì họ lay quay nằm trong thị trường đất nước Việt Nam. Thì cái cơ hội Nu Skin nó sẽ đem lại cho tất cả những người Việt chúng ta có cơ hội được làm lớn hơn và sân chơi lớn hơn và làm được 53 quốc gia. Ok. Và có khó khăn gì không em? Câu hỏi là có khó khăn gì không hay là vô đây được may mắn? Dạ, khó khăn đó thì có rất là nhiều khó khăn anh chị. Thì đối mà du học sinh thì anh chị cũng biết rồi. Tất cả các anh chị trong khán phòng chúng ta là anh chị có gia đình, có ba mẹ, có người thân hoặc là có vợ, có chồng ủng hộ support bên cạnh. Thì bản thân em một mình một người chinh phục với thị trường nước Mỹ thì có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà với cái sứ mệnh và với ước mơ mình thì những cái khó khăn đó mình cố gắng để mình vượt qua để mình có thể là mình giúp đỡ được những người khác hơn để có họ được thành công. Thì có rất nhiều khó khăn nhưng mà mình bằng mọi cách là mình phải suy nghĩ tích cực, mình phải thành công được ước mơ của mình anh chị. Yeah. Nếu như là anh Kiệt nói giống như vậy thì Kiệt có từng bao giờ nghĩ tới chữ quit chưa? Và nếu có thì bao nhiêu lần rồi? Và mỗi lần như vậy thì lấy cái gì để chiến thắng? Dạ, đối với trong cái công việc này thì em thật sự mà nói từ khi làm Nu Skin tới hôm nay là 4 năm chưa bao giờ dám nghĩ cái từ quit. Nhưng mà có những lúc là mình xuống tinh thần tại vì do sự từ chối của khách hàng hay là gì đó. Nhưng mà những lúc mình mà xuống tinh thần đó thì mình dùng những cái đoạn motivation, những cái video trên YouTube, những cái hình ảnh, những cái CD của những người mà speaker, những người diễn giả để mình tự động mình motivation mình. Hoặc là mình nghe những cái bài của chú Điên và những anh chị em đi trước để mình thâu âm lại trong cái lúc mà chặng đường mình đi gặp khách hàng. Thì trong xe là lúc nào có những cái CD, những cái video, những cái không có ở trong đó để tự động mình nuôi dưỡng cái tư tưởng và cái tư duy của mình để làm sao mình trở thành một cái người suy nghĩ tích cực và không bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện là em quit. Thì tất cả những anh chị trong khán phòng hôm nay, nhiều khi anh chị ra ngoài, anh chị chia sẻ, anh chị cảm thấy là ồ, nhiều khi cái tôi của mình lớn quá, nhiều khi mình đang là chủ cả mà mình ra ngoài mình chia sẻ một người đó, người ta giống như ta trong nước mình đó. Thì anh chị cố gắng mình làm vì một cái ước mơ, vì cái đam mê, vì cái sứ mệnh của mình. Thì những cái chuyện đó là chuyện bình thường anh chị. Anh chị cố gắng và anh chị sẽ trở thành những người tu nên mình và team lead của cộng đồng Việt Nam của chúng ta anh chị. Và đây là phần Ngọc Phượng xin được chia sẻ về thuật của Phượng để có ngày hôm nay.